Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí Và ở trong video học từ vựng tiếng Anh ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng học một cái chủ đề rất là hay Đây chính là các cái hoạt động Các cái động từ mà liên quan đến sở thích của mỗi con người Và ở trong video lần này chúng ta sẽ học từ vựng Học ngữ nghĩa, học cách phiên âm Cũng như là cách phát âm chuẩn quốc tế của các từ vựng Kèm theo một cái ví dụ minh họa trực tiếp liên quan đến từ vựng Mình mong các bạn hãy dành thời gian cùng mình làm quen hết các cái từ vựng ở trong cái chủ đề lần này và trong lúc các bạn xem video nếu các bạn thấy video của mình có ích các bạn có thể bấm nút like và chia sẻ video giúp mình cũng như là bấm đăng ký theo dõi kênh youtube của mình để xem nhiều video hơn nữa từ vựng đầu tiên chúng ta sẽ làm quen đấy chính là dễ ợt ừ, hay là, hoặc là dễ a piece of cake 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 chúng ta sẽ lấy ví dụ It's a piece of cake to collect things it's a piece of cake to collect things ví dụ trên có nghĩa là sưu tập đồ thì dễ ợt Từ vựng tiếp theo đấy chính là đốt hoặc là cháy burn burn, 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 burn. Help me burn all those papers, son. Help me burn all those papers, son. À, ví dụ trên có nghĩa là hãy giúp mẹ đốt hết tất cả chỗ báo đó đi con trai vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đây chính là chạm hoặc là khắc. carve 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 It's not easy to carve in stone. It's not easy to carve in stone. Ví dụ trên có nghĩa là khắc trên đá thì không hề dễ. Từ vựng tiếp theo đấy chính là được chạm khắc. Carved. 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 Chúng ta sẽ lấy ví dụ này. Those carved wood pictures look so beautiful. Those carved wood pictures look so beautiful ví dụ trên có nghĩa là những cái bức tranh mà khắc bằng gỗ đó trông là thật đẹp. Từ vựng tiếp theo đấy chính là bắt lấy hoặc là nắm lấy hoặc là túm lấy. Catch. 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 Và catch. chúng ta sẽ lấy ví dụ. He couldn't catch the keys. He couldn't catch the keys. ví dụ trên có nghĩa là um, anh ấy thì không thể bắt được cái chùm chìa khóa từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là uh, thử thách uh, và hoặc là có tính thử thách challenging 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 Teaching is a challenging career. Teaching is a challenging career. Ví dụ trên có nghĩa là dạy học là một nghề có tính thử thách. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là dễ vỡ. Fragile. 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 These glasses are very fragile. These glasses are very fragile. Và ví dụ trên có nghĩa là những cái chiếc cốc này thì rất là dễ vỡ. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là ghét, à, hoặc là không thích, hoặc là không ưa. Hate 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 Hate. I hate Monday mornings most. I hate Monday mornings most. À ví dụ trên có nghĩa là tớ thì ghét nhất là những cái buổi sáng thứ hai. À các bạn chú ý khi các bạn theo dõi video của mình hãy bấm like và chia sẻ video giúp mình à, một cái hành động rất nhỏ của các bạn nhưng nó lại mang một cái ý nghĩa rất lớn của mình. À, rất lớn đối với mình là nó tạo thêm cái động lực cho mình làm thêm nhiều video hơn nữa cũng như là à, nó sẽ giúp cái kênh của mình à, video của mình được nhiều người xem hơn được nhiều người biết đến hơn à, cho nên là mình mong các bạn hãy bấm like và chia sẻ video giúp mình cũng như là bấm bình luận à, góp ý giúp mình để giúp mình hoàn thiện hơn nhé từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là làm bị thương hoặc là làm đau hurt 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 à, Chúng ta sẽ lấy ví dụ My shoes hurt me because they are too small My shoes hurt me because they are too small à, Ví dụ trên có nghĩa là đôi giày của tớ thì làm tớ đau Vì chúng quá nhỏ Từ vực tiếp theo chúng ta sẽ làm quen Đấy chính là giai điệu Melody 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 he's playing a very sweet melody he's playing a very sweet melody à, ví dụ trên có nghĩa là anh ấy thì đang chơi một cái giai điệu rất là ngọt ngào từ vựng tiếp theo đấy chính là ở ngoài trời hoặc là ở ngoài nhà outdoors 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 it's raining so we can't eat outdoors it's raining so we can't eat outdoors à ví dụ trên có nghĩa là à, trời thì đang mưa nên chúng tôi không thể ăn ở ngoài trời được từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là trồng hoặc là gieo. Plant. 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 Ví dụ liên quan đến uh, plant các bạn nhé. The children are planting trees in the school garden. The children are planting trees in the school garden ví dụ trên có nghĩa là bọn trẻ thì đang trồng cây ở trong cái khu vườn của trường. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là độc đáo hoặc là duy nhất. Unique, 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 unique. Chúng ta sẽ lấy ví dụ liên quan đến độc đáo này. That duck is very unique. That duck is very unique. À, ví dụ trên có nghĩa là à, chú vịt kia là rất là độc đáo. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là à, lạ hoặc là hiếm hoặc là khác thường. À, nói chung là nó có một cái điểm gì đấy nổi bật khác với những cái còn lại. Unusual. unusual 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 it's unusual for a man to do this job it's unusual for a man to do this job ví dụ trên thì có nghĩa là đàn ông thì hiếm khi làm cái công việc này từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là ở trên gác hoặc là ở tầng trên hoặc là ở trên uh, trên lầu upstairs 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 chúng ta sẽ lấy ví dụ there are two girls living upstairs There are two girls living upstairs. Ví dụ trên có nghĩa là có hai cô gái thì đang sống ở tầng trên. Và cái từ vựng về tầng trên cũng là từ vựng kết thúc cho cái video học à, tiếng Anh à, với cái chủ đề à, các cái hoạt động liên quan đến sở thích à, lần này. Và hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn. Trong lúc các bạn xem video nếu các bạn thấy video của mình có ích thì các bạn hãy bấm like và chia sẻ video giúp mình các bạn nhé. À, có các bạn cũng đừng quên là bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube để được xem video học tiếng Anh mỗi ngày cũng như là để ủng hộ mình mình đang có mục tiêu là đạt 100.000 lượt sub thì mình mong các bạn hãy bấm sub cho mình cũng như là bấm chia sẻ video giúp mình để mình cùng các bạn hãy giúp nhau học tiếng Anh để ngày càng tốt lên mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo